Đoàn Văn Hậu vẫn đang hoàn tất những thủ tục pháp lý để sang Hà Lan trong vài ngày tới. Đó là lý do ở chuyến làm khách trên sân của Ajax, huấn luyện viên Johnny Jensen không có được sự phục vụ của tân binh đến từ Việt Nam. Tối ngày 14 tháng 9, hậu vệ 20 tuổi chỉ có thể cổ vũ các đồng đội mới qua TV. Và trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, Harvin dù rất nỗ lực nhưng không tránh khỏi thất bại đậm đà 1-4 trên sân khách. Harvin tạo ra kịch tính khi có bàn thắng gỡ hòa sau khi nhận bàn thua ở phút 14. Tiếp đà hưng phấn, đội khách thêm lần nữa làm rung mạnh lưới của Ajax. Tuy vậy, bàn thắng của Onsga ở phút 32 đã bị pha từ chối. May mắn thoát thua, Ajax bắt đầu thể hiện đẳng cấp của đội bóng lớn. Các nhà đương kim vô địch Hà Lan tiếp tục có thêm 3 bàn thắng khác của Dusan Tadic, Nicolas Talenfico, Bertrand để khép lại chiến thắng cách biệt 4-1. Thất bại trước Ajax khiến Harvin kéo dài mạch không thắng lên con số 5. Có lẽ hơn lúc nào hết, huấn luyện viên Jensen đang rất mong sự có mặt của Đoàn Văn Hậu trong đội hình. Được biết, sau khi hoàn tất thủ tục trong ít ngày tới, Văn Hậu sẽ lên đường sang Hà Lan. Nếu suôn sẻ, hậu vệ 20 tuổi nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt đội bóng mới vào ngày 22 tháng 9 tới trong cuộc đối đầu với Utrecht. Hoàng Anh Gia Lai chia tay cầu thủ Việt Kiều 17 tuổi. Phía đội bóng Phố Núi chỉ cho biết Kenny còn trẻ và phải phát triển hơn nữa trong tương lai. Cầu thủ Việt Kiều 17 tuổi này có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Anh hâm mộ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và đó là lý do khiến anh có nguyện vọng được đào tạo ở lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Có hai điểm đáng chú ý ở Kenny, đó là dù mới 17 tuổi nhưng anh đã cao 1m88. Đáng tiếc, thể hình của Kenny tương đối mỏng và cần phải phát triển hơn trong vài năm tới. Một điều khác là cầu thủ có sở trường chơi ở vị trí tiền vệ phải này là học viên của một học viện do chính câu lạc bộ Barcelona mở tại Vicksburg của Mỹ. Được biết sau khi chia tay Gia Lai, Kenny sẽ trở về Mỹ và đầu quân cho Barca Academy Northern Vinegar. Đoàn quân của huấn luyện viên Lee Ti-hun thi đấu cố gắng, song chẳng phải chấp nhận thất bại 1-3 trước Sài Gòn trong trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất hôm 14 tháng 9. Với kết quả này, đội bóng Phố Núi có 26 điểm, giảm chân ở vị trí thứ 12 và có nguy cơ bị đẩy xuống vị trí phải đá play-off trụ hạng sau vòng 23. Sau tiếng còi mãn cuộc trên mạng xã hội, người hâm mộ thất vọng khi Hoàng Anh Gia Lai liên tục gặp thất bại ở giai đoạn nước rút. Tài khoản Phạm Minh Thuận bình luận, hàng hậu vệ mắc lỗi thì thua cuộc là điều khó tránh khỏi, hàng công thi đấu không tốt, không ai đủ làm tường, chạm bóng để hỗ trợ Văn Toàn. Dù sao vẫn mong các cầu thủ cố gắng để nuôi hy vọng trụ hạng. Đồng quan điểm với Minh Thuận, Nguyễn Đức Phúc chia sẻ, đội hình Hoàng Anh Gia Lai không đủ chiều sâu, giữa các tuyến không có sự kết dính tốt nên thất bại là đương nhiên. Đây là đội bóng khiến tôi quay lại với các giải quốc nội, thật buồn nếu Hoàng Anh Gia Lai không thể thi đấu tại V-League vào năm tới. Sau thất bại này, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai cũng thể hiện sự nghi ngờ với khả năng cầm quân của huấn luyện viên Lee Ti-hun khi ông không thể giúp đội bóng cải thiện thành tích. Đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia và hội cổ động viên hùng mạnh nhiệt tình, nhưng năm nào cũng lo trụ hạng. Lãnh đạo câu lạc bộ và ban huấn luyện đội bóng cần xem lại khâu quản lý, tài khoản Phi Xuân bày tỏ. Bên cạnh nỗi thất vọng của một số cổ động viên, các fan trung thành vẫn đặt niềm tin vào khả năng trụ hạng của đội bóng. Người hâm mộ Duy Thoại bình luận, dù Hoàng Anh Gia Lai có thi đấu ở V-League hay giải hạng nhất, cổ động viên vẫn dõi theo các bạn. Ngày 20 tháng 9, Hoàng Anh Gia Lai có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng tại vòng 24 V-League trên sân nhà để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng tại V-League 2019. Dù có được cả lợi thế về mặt lực lượng, phong độ lẫn được thi đấu trên sân nhà, nhưng trước đội cuối bảng, rốt cuộc người hâm mộ chỉ được chứng kiến một Saint Jordan cực kỳ nhợt nhạt, chẳng có mấy sức sống và xứng đáng với một trận thua. Có lẽ việc các ông chủ người Nhật ồ ạt mua người đang khiến Saint Jordan chẳng còn là một đội bóng thống nhất nữa. Thậm chí trong suốt hiệp đấu đầu tiên, đội bóng mặc công phượng đầu quân chẳng có lấy đến một pha nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, các cầu thủ đội khách thi đấu quyết tâm, nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng lần lượt Benny Bendibanga, Denzel Zubitana hay Stefan Milosevic đều không tận dụng thành công. Đáng chú ý nhất là cú sút xa của Zubitana ở phút 38, nhưng không làm khó được thủ môn Daniel Smith. Không có công phượng trong danh sách, đầu hiệp 2, huấn luyện viên Max Wright tung Juma Suzuki vào sân thay cho tiền đạo Hama Masudi. Nhưng trớ trêu thay, nó chỉ càng làm cho diễn biến trên sân xấu đi, với Saint Jordan phút 62. Baravan mới là đội có bàn thắng mở tỷ số. Tudies ghi bàn từ đường truyền của Zubitana. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 12 năm 2017. Tiền đạo này suýt chút nữa đã có pha lập công thứ hai khi đối mặt với Smith ở phút 68. Tuy nhiên, thủ môn của Saint Jordan có pha khép chân kịp thời cản phá.
Medvedev xứng đáng có chiến thắng để thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, song rốt cuộc họ lại đánh rơi nó vào đúng phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+5, Jorge Teixeira có pha lập công giữ lại một điểm cho St. Jordan. Trước vòng đấu này, nhà báo thể thao Bỉ Martin L đã đưa ra nhận định Công Phượng nên tìm bến đỗ mới hoặc trở về Việt Nam. Bây giờ có lẽ là lúc Công Phượng nên bắt đầu nghiêm túc nghĩ về lời khuyên ấy. Hôm 12 tháng 9, tờ báo Hàn Quốc Sport Seoul đăng thông tin liên quan tới quá trình gia hạn hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tờ báo này khẳng định VFF ra điều kiện ông Park phải đưa Việt Nam tới chung kết Asian Cup 2019. Coi đây là điều khoản cốt lõi cho việc gia hạn hợp đồng. Để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán còn dang dở, Tổng thư ký VFF Lê Quả Anh xác nhận, khi tham dự bất kỳ giải đấu nào, chúng ta đều phải đặt mục tiêu để làm động lực phấn đấu. Hiện tại VFF tập trung các nguồn lực để đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và hướng tới cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Tôi cho rằng tờ báo nói trên của Hàn Quốc đã có sự nhầm lẫn trong biên dịch giữa hai khái niệm vào chung kết và trận chung kết nên mới dẫn đến thông tin sai lệch về bản chất của vấn đề, ông Quài Anh giải thích. Trước đó, VFF và ông Park đã tiến hành những bước đầu tiên trong quá trình đàm phán. Đôi bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Quá trình trao đổi bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn tin khác nhau từ báo giới Việt Nam và Hàn Quốc. VFF và công ty đại diện của huấn luyện viên Park đã quyết định đóng băng đàm phán. Họ chưa cung cấp thêm thông tin chính thức nào từ tháng 7 tới nay. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn sau vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2020. Đôi bên được quyền tiến hành gia hạn 3 tháng trước khi kết thúc hợp đồng. Bản thân ông Park từng khẳng định không có vấn đề gì trong việc kéo dài thời hạn hợp đồng của mình. Hiện ông Park và VFF tập trung cho 3 chiến dịch quan trọng là vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cách đây ít ngày, Đặng Nhân Lâm đã tỏ sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia khi tuyển Việt Nam cầm quà Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup khu vực châu Á. Tối nay Văn Lâm thậm chí còn có màn trình diễn xuất sắc hơn nhiều trong màu áo câu lạc bộ. Khi muốn thoa ông tiếp Priam trong trận cầu vốn được coi là trận derby Thái Click. Ở trận đấu này, người hâm mộ vốn rất chờ đợi cuộc so tài giữa hai vị trí thủ môn là Đặng Văn Long bên phía Muôn Thông và Siwarat Tesunon của Priam, những người đã tạo dấu ấn khi đối đầu ở tuyển quốc gia cách đây ít ngày. Rốt cuộc trong một ngày đẹp trời với phong độ chói sáng, Văn Long hoàn toàn làm đối thủ phải lu mờ. Trận đấu này đã diễn ra với kịch bản cực kỳ bất ngờ với bất kỳ một cổ động viên nào. Bởi chẳng ai có thể hình dung Muôn Thông có thể dẫn đương kim vô địch Buriram tới 3-0 khi hiệp 2 mới chỉ trôi qua được vài phút. Trước đó, hệ thống phòng ngự của Buriram đã chơi rất tệ và liên tiếp để các chân sút của Muôn Thông ghi bàn hết Obansot Devly lại đến Emery Herberty chọc thủng lưới đội khách. Bị dẫn tới 0-3, Buriram mới dùng lên tấn công mạnh mẽ với hy vọng loại ngược dòng đầy mong manh. Thế nhưng, khi họ sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất, chính Đặng Văn Lâm lại là người tỏa sáng để tước đi cơ hội ghi bàn cho Muôn Thông. Đầu hiệp 2, Văn Lâm có pha xử lý cực kỳ ngoạn mục, thực hiện liên tiếp 2 pha đỡ bóng, giúp đội nhà thoát thua trong gang tấc. Mãi tới thời điểm bù giờ của hiệp 2, Văn Lâm mới chịu khuất phục khi tiền đạo đối phương có điều kiện quá thuận lợi để dứt điểm. Đó cũng là pha bóng giúp Buriram ghi bàn gỡ duy nhất. Ngay sau tình huống đó, Buriram tiếp tục có một pha quy hiếp nữa, nhưng lần này Văn Lâm lại tỏ sáng và đẩy bóng thành công. Đó cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu. Như vậy là Đặng Văn Lâm một lần nữa lại tỏ sáng rực rỡ, giúp Muôn Thông ghi địa chấn trước nhà đương kim vô địch Buriram, trả lại món nợ sau trận thua 0-1 ở lượt đi cách đây vài tháng. Chiến thắng ấn tượng trên sân nhà cũng giúp Muôn Thông tạm leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 40 điểm sau 26 vòng.